anh mượn, anh mượn, anh không ăn đâu. Nhưng con chó nó liếm thì sao mày có ăn? Cái này 1.000 một cái. 1.000 một cái. Cái này 2.000 hai cái. Cái này 2.000 hai cái. Trùng nó cũng. Đây nhá. Đấy nha các bạn nha, rất là nhiều ớt nha. Mẹ mình đang tiến hành rang ớt để tí nữa là sẽ ra ớt để bán ớt bột khô. Đây là ớt đã qua mấy nắng rồi nha, và bây giờ tiến hành là sẽ rang lên. Ôi, ngồi rang ớt như này mà không đeo khẩu trang. Đây, còn đây. Kinh vãi. Thôi đi ra ngoài chơi đi, ngồi trong này sặc mùi ớt chết. Đây là tỏi Lào nha các bạn nhá. Còn có nhiều đợt là mẹ mình có nhập những cái loại tỏi một nhánh ấy. Loại tỏi một nhánh ấy thì các bạn nếu mà muốn mua hàng thì liên hệ nhá. Còn đây là tỏi Lào, nhập từ bên Lào về rất là nhiều. Được rồi, mẹ mình nhập cũng phải đến đến 1 tấn không bà? 1 tấn rưỡi. 1 tấn rưỡi ấy, rất là nhiều. Còn cái túi trên này là túi mắc khén này. Mỗi bao như này là nặng khoảng 30 đến 40 kg. 60 kg bằng cân của mình luôn các bạn ạ. Còn ở đây mẹ mình đang rang ớt. Trẻ con đang ho đâu rồi. Này, mẻ này đã được rang xong, tí nữa sẽ tiến hành là bà mình sẽ ấy xay hay là giã tay bà. Giã bằng tay. Rồi, giã bằng tay. Còn đây là mã khén. Hạt mã khén cũng đã được rang rồi. Đấy, rất là ấm, rất là nóng. Ngửi xem nào. Thơm lắm. Mà nhà mình chuyên cung cấp xỉ lẻ hành tỏi nhá. Hành tỏi khô ấy, không phải là ấy đâu. Hành tỏi tươi đâu, mà hành tỏi khô. Bởi vì hành tỏi khô này thì mới giữ được lâu, bảo quản được lâu. Nhưng mà như thế này thôi các bạn ạ. Như thế này sau khi chúng ta bóc ra ở bên trong ấy thì nó còn tươi lắm. Ôi. Mấy thằng này ăn cái gì không mua cho anh cái nào à? Hả? Có tiền đâu mà mua. Thế anh cho tiền đi mua cho anh mấy cái que kem về đây ăn xem nào. Thèm quá. Anh ăn miếng này. Sao ăn kem của bọn trẻ con nó ngon thế nhỉ? Này chả. Thằng này ăn mãi chưa hết que kem. Bao nhiêu tiền một cái? 1.000 một cái. 1.000 một cái á? Có cái 1.000, có cái 2.000. Có cái 1.000, có cái 1.000. Ủa thì mua ấy đi. Này tao cho anh có ít tiền để mua này. Đi mua đấy, mua kem về đây. Mua hết chỗ này nhá. Mua kem 1.000. Chết mẹ rồi. Tờ 500 của tao đấy. Mua hết chỗ đấy nhá. Đi vừa vừa thôi. Chúng nó đi mua kem rồi các bạn ạ. Tiên sư cha trong nó. Cho nó suốt ngày nó mua kem về trước cửa nhà mình nó ăn. Anh mượn, anh mượn. Anh không ăn đâu. Con chó nó liếm thì sao mày có ăn? Ăn ngon nghẻ thế nhỉ? Ăn ngon lành cành đào thế nhỉ? Đêm có cành đào đâu. Anh em chúng tôi đang ngồi hóng. Mấy thằng đi mua kem, nó mua kem về. Thằng này ăn hết một cái nhưng mà thật ra cái mặt của nó thì vẫn còn đang rất là thèm. Mặt thì vẫn dính nhọ nồi. Cái này nhá, cái này hôm qua bị bôi nhọ nồi thì đã rửa sạch sẽ rồi. Cái này là do chúng nó vừa mới rủ nhau chơi. Lâu về thế nhỉ mấy cái thằng oắt con này. Lâu thế nhỉ. Chắc chúng nó ăn luôn ở quán chứ nó không mua về đâu bảo ạ. À đây rồi. Mấy thằng second hand đã về đến nhà rồi. Đây à. Ồ được đấy.
Bao vào cho bà 1-2 cái đi. 1-2 nghìn cái. Rồi, 2 nghìn một cái. Đây các bạn ơi. Kem đã cập bến rồi. Bao tiền cái? Cái này 1 nghìn một cái. 1 nghìn một cái. Trông nó cũng. Đây nhá các bạn nhá, kem 1.000 một cái. Trông rất là lịch sự nhá. Không biết ăn cái chất lượng của nó sẽ như thế nào. Đấy. Anh chưa kịp mời bọn này mỗi tháng một cái. Mà toàn ăn sô cô la rồi, chúng mày không cho anh một cái sô cô la nào, tôi để nó toàn cái que và một cam. Anh trêu thôi thôi. Cái này gãy rồi. Gãy à? Ơi ơi, rơi bố rồi. Cầm vào trên ấy. Đâu? Cầm ở đây nè. Tí nó gãy búa rồi. Đấy. Kéo cái túi bóng ra cho anh đây. Đấy. Vàng tinh khôi nhá. Cái này không biết là họ làm bằng cái gì đây. Nhưng mà thôi. Trải nghiệm xem cái que một miếng. Ăn kem anh Trung ơi. Cũng ra gì phết đấy. Ăn cũng giống kem. À, thế à? Ôi mà anh phải công nhận cái này giống mùi cam. Chứ nó màu cam rồi. À thế à? Thằng kia có thể ngồi ở những cái tư thế nó trông nó đẹp mắt, đỡ phản cảm hơn một chút được không? Thằng âm du mông. Vẫn còn rất là nhiều kem này, chúng mày phải ăn hết đấy nhá. Được rồi. Mình mua phải. Đùa chứ các bạn, kem 1.000 một cái nhưng mà ăn ngon. Không kém được kem đắt tiền đâu các bạn ạ. Kem ở trên kia thì 2.000. Kem ở trên kia mẹ 20.000 một que, em thua gì. Đây hẳn 1.000 cơ mà. Nhờ. Ăn đi. Ngon không? Ừ. Mặt mày cái nhem nhuốc thế. Phát biểu ra mà ngon không? Mặt bị bác ăn kem bác. Có mỗi một cô này này. Bác ăn kem bác. Cái mày đây. Mua đâu? Đây cháu mua trên này mà, còn nhiều lắm. Bác. Chẹt, ăn phải nói. Ăn chẳng nói năng gì. Bây giờ nhá. Bây giờ thi ăn đi. Thằng nào, xem thằng nào kem còn bằng nhau. Bây giờ thằng Bảo với cái cả thằng du mông này, kem còn số kem còn lại ở trên que kem ấy là bằng nhau. Bây giờ anh sẽ ra hiệu để cho chúng mày thi ăn. Thằng này thì còn ít, chớp làm gì. Sẵn sàng chưa hai thằng? Thằng sẵn sàng chưa? Được. Sẽ có một phần quà rất là giá trị tặng cho chúng mày. Chuẩn bị chưa? Được. 3, 2, 1, bắt đầu! Thi ăn! Ăn thi như máy, ăn thua gì? Bảo nhanh lên! Ai thắng anh cho 10.000? Ai thắng cho 10.000? Úi, thằng kia nghe tới 10.000 nó cắn lấy cắn để. Ai thắng anh cho 10.000? Đứng! Bảo thắng rồi! Bảo thắng rồi! Cứ coi như anh nợ mày 10.000 đấy. Nếu thì ăn. Ăn lạnh quá bây giờ bút hết cả áo rồi. Sắp khóc rồi, chảy nước mắt rồi. Mãi mình không hết quê kem. Lạnh quá.
Hiện tại thì ở khu vực này đang bị mất điện các bạn ạ. Đang ngủ chưa ngon thì thấy quạt nó không chạy thì thế là giật mình chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài cho nó mát. Chạy ra ngoài cho nó mát thật. Với lại là sặc mùi ớt của bà nữa. Không thể chịu nổi. Có nghĩa là thời tiết này mà ăn được một cái que kem ấy, mặc dù cái giá trị của cái que kem này nó không được cao đâu nhưng mà rất là ngon và giải khát cho chúng ta. Ăn chơi thì chỉ như thế này là đủ rồi. Ôi đâu hết rồi. Tí nữa nhá, thằng nào đây này, bọn này vứt rác bừa bãi này, tí nữa chúng ta phải giữ gìn vệ sinh môi trường bằng cách là nhặt hết cái đống rác kia nhá, dọn dẹp sạch sẽ đi nhá. Chúng ta không được luân chuyển cái đống rác này từ vị trí này sang vị trí kia đâu nhá, mà chúng ta phải vứt vào sọt rác. Thằng nào ăn nhiều nhất thì thằng đấy phải làm nhiều nhất. Thằng Dũng với thằng Bảo. Thằng đấy ăn nhiều nhất đúng rồi. Mặt thì vẫn nhem nhuốc. Thằng nhân ba cái đầu ăn ba cái, hên này con ăn ba cái. Ăn hai cái nhá. Hai. Anh ăn một cái anh không phải làm. Hai cái nhá. Bảo. Thằng đi. Chị bóng thế. Thôi đi. Ngon quá. Bây giờ tôi sẽ thử ăn một phát một miếng hết cả cái que kem này. Được không Bảo? Một miếng hết que kem này. Đi. Không được. Ngồi xuống thành anh nhất. Đi đâu? Không phải đun. Một hai. Cho Hoàng que kem. Chạy mất dép rồi. Bây giờ mày phải tận dụng lúc chúng nó để kem cho mày, mày phải ăn hết của chúng nó chứ. Bảo là tao ăn hết rồi thế chứ. Nhớ chưa? Đi ơi, cứ để. Chân thì như con nhái bén ấy mà cứ chạy. Ô thằng này có cái áo đẹp thế. Ai đây? Công Phượng. Đây là Công Phượng đúng không? Thế ai đây? Đức Trinh. Đức Trinh. Đây là Đức Trinh. Đây ai đây? Đây. Quang Hải. Quang Hải à? Đây ai? Đức Huy à? Ai đây? Ai đây? Ai đây? Không biết là sao vậy? Quay đá bóng đi. Đây hình như là Văn Đức các bạn ạ. Còn ai đây? Anh Chuyên. Ô cái đấy tao còn không biết.